vụ của ông Trump bị ám sát động trời động đất mà sao thiên tử không có nói tiếng nào. Thật sự là chuyện nhỏ như là con thỏ, nhỏ như là hộp đậu phộng thôi, nhưng nó là một cái dấu hiệu rất là lạc quan, rất là tốt. Đó là dấu hiệu thứ nhất, chánh thắng tà, thượng đế thắng được thiên ma, xiển giáo thắng được triệt giáo, Biden sẽ thua nước Mỹ, sẽ ổn định lại thế giới, sẽ ổn định lại Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy, Biển Đông sẽ dậy sóng, Nga sẽ sụp đổ, Tàu sụp đổ, và cái quan trọng nhất là nước Việt Nam á sẽ sụp đổ luôn. Đó là cái dấu hiệu mà cái lỗ tai ông Trump bị chảy máu. Là vì cách đây một tuần kêu mình thái tử hay thiên nước kiệt gì tùy nha, nhưng mà nó là thiệt, ở đây có cả 50 đứa đại tử làm chứng. Thì lúc đó mình nói chuyện với ngài George Washington là vua nước Mỹ về chuyện mà ông Trump đắc cử này. Thì lúc đó ngài George Washington có kêu thái tử ngài nên lập cái bàn thánh và nhớ phải quay phim để sau này ông Trump ổng sẽ coi và ổng sẽ giúp cho nước Việt Nam, đúng không? Bữa hôm không có nói đúng không, cách đây một tuần.